Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống lao động trẻ em năm 2018, ngày 25 tháng 6, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Tổ chức Lao động Thế giới ILO tại Việt Nam, tổ chức diễn đàn, vận động chính sách và giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em vì một thế hệ an toàn, khỏe mạnh. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, ông Trang Hy Giám đốc Tổ chức ILO tại Việt Nam, Ông Michael Green, quyền phó đại sứ, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và lãnh đạo các cục vụ thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định, Việt Nam đã có hệ thống pháp luật và đang triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em, nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, điều quan trọng hơn cả là sự tham gia tích cực, sự liên kết, phối hợp chặt chẽ của tất cả các đối tác trong xã hội, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, công đoàn, các tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng để giải quyết vấn đề lao động trẻ em. Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và sáng kiến phòng chống lao động trẻ em ở một số quốc gia. Nhiều ý kiến đề xuất được đưa ra như mở rộng phạm vi pháp lý để điều chỉnh ngành nghề là lao động trẻ em liên tục cập nhật dữ liệu định kỳ và xây dựng cơ chế báo cáo tăng cường dịch vụ giáo dục tại nhà trường và đặc biệt là tăng cường mạng lưới công tác xã hội và dịch vụ bảo vệ trẻ em các cấp